Tại sao em nhịn được đến nước này, sao không nhịn thêm một chút nữa đi? Em không thể nào chịu được nữa. Tại sao anh có thể chịu đựng cái hạng người như vậy được? Vậy em trả thù cho anh được rồi đó. Bây giờ hai anh phải đi kiếm người khác thế cổ đi nè. Em đi về trước đi, có gì anh gọi đi sau. Ngày mai em tham gia show đó nha. Em đi đâu? Hạ Trâm đi nước ngoài rồi, không còn ai nữa. Em nên nhớ đây là show đầu tiên của ông xã em kể từ khi chuyển công tác đó. Thành Yến ngày mai cũng tới nữa. Em sắp mất rồi. Em đi đâu? Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ, khi khác chúng ta sẽ hợp tác mà. Dạ, xin lỗi, tối như vậy tôi còn làm phiền chị ạ. Dạ, chào chị. Giữa con và Huyền Trâm bây giờ không còn một cái gì nữa. Mẹ tuyệt đối không được cho số điện thoại của con cho Huyền Trâm. Mẹ cứ nói mẹ không biết là được rồi. Dạ phải, con hiểu. Con đã quên hết toàn bộ những việc ở bên Mỹ rồi. Dạ. Anh khóa cửa rồi để dưới chân tường, có gì để đó. Ủa, nó lại nhậu nhẹt nữa hả? À, nè, em để nó ngủ đi. À, thằng Dũng Thịnh nó rủ nhậu mà. À, nè. Em hối hận khi làm người mẫu hả? Ừ. Tại sao em phải hối hận? Mẹ em rất tự hào về điều này mà. Còn anh thì sao? Anh đó hả? Thì coi như anh cũng đã nổi tiếng rồi, nhưng mà anh thì vẫn cứ là một thằng ngốc nghếch, ngầu mặt rệp. Anh đừng có nói như vậy, anh là người tốt mà. Thôi, cho em về, hả? Anh Huy, chúng ta có thể làm bạn không? Sao mà phụ nữ cô nào cũng nói câu này vậy ta? Anh vẫn còn thích em đúng không? Em biết á, là mình không có quyền nói như vậy. Nhưng mà thời gian này em rất cần một người bạn. Okay. Em đi lấy chồng đi. Nè. Chỉ khi mà em đi lấy chồng, anh mới quên được em. Em muốn thót tim luôn vậy, giờ còn đòi tiền nữa.
Mà giờ em cũng đâu có tiền để trả đâu. Không có tiền thì trả thứ khác. Trả gì? Đừng nói anh bắt em lột hành lột tỏi nữa nha. Đừng có chết. Em bị cái gì? Anh muốn em nói thế nào? Xem tí nữa là em bị người ta cưỡng bức đó. Anh muốn em kể tỉ mỉ hả? Em tưởng là tôi không dám giết tên Hồng Giang đó hả? Vì mình coi ngốc nghếch đây nè. Mà chuyện gì tôi cũng dám làm hết á. Em biết là tất cả là vì em, nhưng mà anh đừng có hành động như vậy. Thật ra thì em cũng rất là thích anh. Lần đầu tiên lúc mà em thấy anh biểu diễn trên sân khấu là em mê tít luôn rồi đó. Anh Huy, em muốn nói với anh điều này là vì... Vì là tôi hấp dẫn em, nhưng mà tôi không xứng đáng với em không? Anh cứ nói như vậy. Em không muốn nói ra chỉ không muốn anh bị tổn thương thôi. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía, mà tình cảm của em thì thực sự khác với anh. Người giao sữa đã tới. Anh vào đi. Bình khôi của anh không trang điểm mà vẫn đẹp. Hôm qua em có gặp Minh Huy. Hôm nay có việc phải nhờ đến em rồi đó. Anh không hỏi tại sao em và Minh Huy gặp nhau hả? Số này nhỏ quá, không biết là chị Thanh Yến cho em tham gia không nữa. Ừ. Được rồi. Công việc quan trọng hơn em mà. Đối với anh, Bình Khôi là quan trọng nhất. Em biết điều đó mà. Em biết mà. Ngạc nhiên quá. Tao giới thiệu mày cho. Đáng lẽ em phải báo trước với chị một tiếng chứ. Em mà nói trước, chị đâu có cho em đi đâu. Tổng giám đốc mà biết thì sao? Chúc mừng, chúc mừng. Chào thầy. Chào em. Show diễn hôm nay em diễn tốt lắm đó. Cảm ơn thầy. Chào anh. Chào. Lâu quá không gặp.
Ngày mai tao cũng rảnh nha. Hôm nay không bận gì sao? Show của học trò tôi, làm sao tôi không đến được? Ừ, cũng được. Ủa, Hữu Phát không phải đạo diễn bên em sao? Bên em đã tìm được một đạo diễn khác khá hơn. Anh sẽ giao show qua cho bên em chứ? Cái chuyện này á, thì mình tính sau đi ha. Em làm tốt lắm. Với số tiền như vậy mà em tổ chức được show như hôm nay là quá hay rồi. Vì nghệ thuật mà. Mai mốt có cơ hội á, nhờ em quảng cáo giùm cho anh. Tiền tổ chức show lấy rẻ, tiền người mẫu trả cao. Các công ty khác mà biết em làm như vậy là không hay. Ý của chị là tôi sẽ là tiêu điểm cho mọi người à? Thật ra trong lĩnh vực này tôi chỉ mới chập chững thôi. À, chào anh. Chào nhà báo trẻ tuổi. Chào em. Chào anh. Dạ, chào anh ạ. Chào Hữu Phát. Chào anh Nguyên. Lâu nay anh vẫn khỏe hả? Đương nhiên là khỏe rồi. Lát nữa qua chỗ tôi có việc nha. Dạ. Vậy là sao? Hình như show của Phùng Nguyên không được chuẩn bị thuận lợi. Em xin anh, tại sao anh có thể làm như vậy được với em chứ? Cho em thời gian được không anh? Ok, ok được rồi. Dạ. Chuyện gì vậy? Cái bọn khốn này. Chúng ta phải bỏ show của Phùng Nguyên thôi. Anh nói vậy là sao? Mọi chuyện bây giờ đã xong hết rồi. Tụi này đã tập luyện mấy tháng trời, bây giờ nói bỏ, giao cho người khác là giao sao? Phải làm gì đó thôi. Chứ tiền thuê văn phòng tháng này khó khăn lắm mới trả xong. Thì chính vì cái chuyện này chúng ta mới cần phải nhận cái show này. Chứ bây giờ cứ trông chờ vô mấy người mẫu thì mình làm sao kiếm đủ tiền? Bên ngoài á, chúng ta bị đồn là phá sản. Lâu nay không có tiền, họ vẫn cho thiếu. Nhưng bây giờ á, ngay cả khi trả tiền mặt cũng không có ai chịu hợp tác. Không có tiền á, cái đám người mẫu đang rục rịch bỏ đi rồi kìa. Em đi kiếm Phùng Nguyên đi.